À, mình Chí Ngâm Thanh Bãi Bình Định xin chào anh em nha, và toàn quốc và các bác đang xem video này nha. Các bác chưa đăng ký kênh của em thì có thể nhấn nút đăng ký kênh và ấn nút cái chuông để được xem những thông báo những sản phẩm mới về. Con này thì anh em chắc cũng đã biết rồi, anh em chơi đôi ô đôi nhiều năm chứ dùng qua cũng đã biết. Hôm nay là một con Pioneer khủng long QSX1250. Hôm nay là em có báo ở cái link hàng về cách đây là cỡ gần một tuần là 1250 thiếu thùng xốp. Em này về là rất là đẹp nha. Con này là được bác ở Nguyễn Hoàng ở Phan Rang ở Ninh Thuận đó chốt sản phẩm này luôn nha, rất là mới luôn, thiếu mỗi thùng xốp thôi anh em. Đấy, rất là mới. Anh em nào xem hay bật chế độ Full HD nha, để xem chi tiết sản phẩm nó rõ nét hơn nha. Đây, mọi chi tiết anh em xin liên hệ vào số điện thoại trên để đặt sản phẩm hoặc mua những sản phẩm bên Chí nha. Bên em ship hàng toàn quốc và giá luôn là bao ship cho anh em trọn gói luôn. Đấy, hàng thì có sao em nói vậy nha. Đây là thiếu thùng xốp luôn. Anh em xem sản phẩm sẽ rõ thôi. Rồi, sẽ bỏ cái này xuống nha. Đây, đây là lưng em nó. Anh em thấy độ mới nó rất là mới luôn nha. Nên em mới nói là thiếu thùng xốp. Những con như thế này á rất là hiếm, tại dòng này nó chỉ về hàng container chứ mua eBay thì mua không nổi rồi nè. eBay thì bên Mỹ nó bán con này cao hơn chứ không B, nó mua eBay giờ con này làm giá 50 triệu á. Con này chỉ mình mua được chỉ hàng container, người ta mua bên đó người ta gom á, chuyển về thôi, bên Mỹ người ta gom á mới được giá tốt thôi. Rất là mới luôn anh em xem, như vừa khui thùng. Hàng công thì anh em biết rồi, người ta chắc rất là nhiều, không có bảo dưỡng như hàng eBay. eBay thì mình mua người ta gói vào thùng xốp á, nó rất, nó không có bị va chạm nên ít trầy. Con này đa số hàng công gì là nó bị trầy là do vận chuyển thôi, chứ còn người ta gom mua bên đó thì nó rất là đẹp, là người ta chắc chắc đóng đóng lên, người ta không có không có, chỉ có lót thôi, lót sơ chứ không có đéo thùng xốp như hàng eBay nha. Này nên mà con mà đi về được đẹp như thế này rất là khó, rất là hiếm, mà rất là nó mới tinh luôn nha. Này nhìn mới rất là đã luôn. Đấy, anh em xem kỹ nha, rất là mới luôn. Mới thế này thì anh em chơi yên tâm, còn ruột gan thì em bao hết luôn, đẹp như thùng xốp, bảy màu luôn nha. Con này là bảy màu luôn đấy, sáng trưng luôn. Đấy, anh em xem rất là mới luôn. Cái mặt mũi em nói anh em nhìn đã. Đây, hàng con này là em gửi bác Nguyễn Hoàng Anh ở Phan Rang Ninh Thuận nha. Con này thì bác chốt rồi, và giờ con này em chỉ có một con duy nhất thôi nha, con này thôi. Hàng thì chắc sang năm mới về nữa nha. Anh em nào có dặn thì liên hệ Chiến nha, số điện thoại trên. Đây là quay video chi tiết sản phẩm trước khi lên đường, nhưng mà trước khi lên đường sẽ có một video test sản phẩm. Em nó hát đầy đủ rồi mới lên được nha nè. Đồ này là em test trước rồi, chút nữa em sẽ quay video test sản phẩm cho anh em tham khảo nha. Mới luôn. Anh em xem, cạnh đồ rất là đẹp. Những sản phẩm như thế này là siêu tầm và chơi rất là ngon. Hàng thì lên giá liên tục nên anh em khỏi lăn tăn về cái vụ mà rớt giá. Hàng nó đâu có sản xuất nữa đâu nè. Em này chạy 8 sò nét, mã là 305 và 600. Dòng này mã sò lớn, công suất rất là lớn. Rồi, chào anh em nha. Mà chi tiết anh em xin liên hệ vào số điện thoại của mình nha. Mình Chiến Âm Thanh Bãi Bình Định 0978338114. Ship hàng toàn quốc cho anh em. Hàng đấy, bắt vào xem hàng của mình nha, rất là đẹp luôn. Chờ nhận hàng giùm em nha, cứ 3 ngày thôi. Ở Ninh Thuận là tầm 3 ngày là tới nơi. Rồi, chào anh em nha.